lạc băng hà ngây ngẩn cả người, của ta. Y lui từng bước nhìn trời đất vô biên nhuốm màu thê lương, lẩm bẩm nói, mộng cảnh của ta, cư nhiên, là như vậy sao? Cảnh do tâm sinh, y tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được điều này cảm khái biết bao. Thẩm thanh thu khô giọng nói, đây không phải là mộng cảnh bình thường. Chỉ sợ ngươi bất chi bất giác bị người động tay động chân. Linh lực trong mộng cảnh dao động mãnh liệt không dứt vi sư trong lúc vô tình bị ngươi kéo vào. Lạc băng hà mặt lộ vẻ hổ thẹn nói, đệ tử vô dụng, liên lụy đến sư tôn. Lại ngưng thần suy nghĩ, rốt cuộc là người nào động tay động chân với mộng cảnh của ta. Thẩm thanh thu hết sức trải nghiệm lạc thú của một kẻ thích spoil, trực tiếp công bố đáp án, không cần nghĩ nữa. Trong mộng cảnh này có ma khi bốc lên, thủ đoạn lại không tầm thường, chắc chắn là người của ma tộc lạc băng hà nghe vậy cũng không kinh hãi chỉ là lại bị khơi dậy thù hận với ma tộc nói yêu nhân ma giới làm việc quả nhiên ác độc thật không biết ngày sau khi lạc băng hà biết được thân phận máu lai ma tộc của mình nhớ tới chính mình đã nói những lời này sẽ là biểu cảm gì thẩm thanh thu cười cười nói ác độc thì chưa chắc nói không chừng người ta lại có lòng ngược lại thẩm thành thu có góc nhìn thượng đế lời nói của hắn là chỉ kẻ động tay động chân với mộng cảnh của lạc băng hà chính là xa hoa linh trong đó tất nhiên có tâm tư hại người nhưng thành phần nhiều hơn tất cả mọi người đều hiểu tất nhiên là âm thầm động lòng bằng không tại sao không hại người khác chỉ hại y đối với yêu nữ ma tộc mà nói người mình thích chính là phải lấy ra bắt nạt thật mạnh có điều đây cũng chỉ là ở giai đoạn đầu đợi nàng được lạc băng hà thu vào hậu cung còn không phải chỉ có ngoan ngoãn nghe lời hắn nói những lời này lạc băng hà không hiểu là có ý gì nhưng hắn cười đến mức ý vị sâu xa cầu cuối còn lườn lượn trên mặt đất hơi có vài phần lỗ mãng nhưng cũng làm cho người ta có chút mùi vị thất thường mộng cảnh này không hề đơn giản Thuật ác mộng tầm thường không nhốt nổi ta, động chút tâm niệm là có thể phá bỏ, nhưng mộng cảnh này làm thực sự rất tinh xảo. Chỉ sợ hủy đi trung tâm ảo cảnh thì ai cũng không thể đi ra được. Chính là nói, sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong mộng cảnh. Lạc băng hà ấy náy nói, đều là đệ tử không tốt. Thẩm thanh thu nói, chuyện tới nước này, nhiều lời vô ích vẫn nên tranh thủ hành động, mau chóng phá bỏ kết giới đi ra ngoài thôi lạc băng hà im lặng gật đầu đi theo phía sau thẩm thanh thu đi về phía mép mộng cảnh. thẩm thanh thu bề ngoài nhìn vẫn bình tĩnh như cũ trong đầu lại nổi sóng to gió lớn không ngừng lôi lôi kéo kéo hệ thống hệ thống hệ thống nhắc nhở hiện tại ngài tiến vào chính là tình tiết nhánh quan trọng kết giới của mộng ma xin đảm bảo trong nhánh này giúp đỡ lạc băng hà chiến thắng ảo cảnh của mộng ma nếu không sẽ bị trừ một nghìn độ sướng lại tới nữa lại là độ sướng mỗi lần đều là con số làm cho người nhìn bị nhồi máu cơ tim ta cần cù thật thà cầy lâu như vậy cũng vớt không ra vài điểm độ sướng mày một cái liền trừ một nghìn như vậy thật sự ổn sao làm người không làm hệ thống đừng quá tuyệt tình có điều đây kỳ thật không phải trọng điểm trọng điểm là tình tiết lộn xộn điều kiện tiên quyết của đoạn này vốn là Lạc Băng Hà bị kéo vào phạm vi công kích của mộng ma, trước nguy cơ, để tự bảo vệ mình, y theo bản năng kéo người mình tin cậy nhất tiến nhập kết giới. Thẩm Thanh Thu cấp tốc gõ hệ thống, đại thần, cự thần, đại cự thần. Mày xác định không có bác à? Đoạn này Lạc Băng Hà phải cô gái mới đúng. Hơn nữa em gái đó còn phụ trách giúp y gỡ bỏ khúc mắc, dùng tình yêu giúp y chiến thắng tâm ma, sao giờ ta trực tiếp diễn đoạn này? màn thu hậu cung tình thâm ý trọng tâm linh giao hòa như đã hứa đâu. Tiểu sư muội sống chết có nhau mãi chẳng rời xa như đã hứa đâu. Hệ thống tự tôi kiểm tra chưa phát hiện thấy bác. Hệ thống vận hành bình thường. Không có bác chính là nói đoạn tình tiết này, hoặc là chạy cho tốt, hoặc là chết. Thẩm thanh thu lần đầu tiên hiểu được uy lực của hiệu ứng bươm bướm trong nguyên tác bị lạc băng hà cùng nhau kéo vào trong ác mộng chính là Ninh Anh Anh, vì đó là người thân cận nhất đáng tin nhất của lạc băng hà giai đoạn đầu ở Thanh Tĩnh Phong, nhiệm vụ qua cửa cộng cầy độ thân mật này rõ ràng nên đặt trên người nàng. Hiện tại sao lại thế này? Vương miện đáng tin nhất người thân cận nhất tại sao lại được đặt trên đầu thẩm thanh thu? Thẩm thanh thu được sủng mà lo nhưng không muốn đội vương miện này chút nào. Lạc băng hà thấy thẩm thanh thu thần sắc khó lường, thân thiết hỏi, sư tôn, làm sao vậy? Thẩm thanh thu lập tức lấy lại thần sắc chấn định nói, không sao. Vì sư đang nghĩ, yêu vật thao túng mộng cảnh bình thường sẽ đánh vào nơi yếu ớt nhất trong lòng người, người buộc phải chuẩn bị tốt. Lạc băng hà gật đầu, thần sắc kiên định nói, đệ tử tuyệt đối không khiến sư phụ bị liên lụy nữa. Khổ quá đi mà không chỉ bị lôi vào tình tiết nguy hiểm, lại còn, nếu hắn đoán không sao, hắn còn phải gánh cả trách nhiệm diễn phần của em gái. Thẩm thanh thu một chút cũng không muốn chắn đau cho nhân vật chính. Còn cả theo y qua cửa lên núi đau xuống biển lửa đối mặt tâm ma hay mộng ma đại thần gì đó a AQAQ. Đây rốt cuộc là vận may kiểu gì mới có thể lăn lê đến mức này a à? Mới vừa rồi hắn còn giận thần của thế giới này, ngẫm lại, thần cũng rất vô tội, sáng tạo thế giới này không phải là đâm máy bay lên rời sao. Người ta là một mầm non tay viết văn ngựa được đang hót, khẳng định cũng không muốn trong văn chương xuất hiện tình huống này. Đang yên đang lành em gái bị đổi thành phản diện cạn bã, xót ruột biết bao hai người đi lên phía trước một hồi, bầu trời trên đỉnh đầu và cảnh sắc xung quanh giống như có đủ thể loại, khi thì kéo dài vạn vẹo, khi thì vỡ tan thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ, biến hóa thất thường, thế giới mà họ đang đi, tựa như người là tranh của Đờ Vanh bối cảnh là tranh của Picasso, phong cách không giống nhau, một cảm giác lạc lõng không hề nhẹ. Bỗng nhiên, trong tầng mây ùn ùn phía trước, xuất hiện một tòa thành trì. Hai người dừng bước lại. Lạc băng hà nhìn về phía thẩm thanh thu, chờ ý của hắn. Thẩm thanh thu trầm ngâm nói, bình tới tướng chặn, nước đến đất lấp. Đi vào, đi đến cửa thành, lạc băng hà ngửa đầu nhìn, lộ ra biểu cảm hơi hơi mơ màng. Thẩm thanh thu trong lòng biết rõ, y đang cảm thấy tòa thành này rất quen. Đương nhiên quen, đây là tòa thành hồi nhỏ lạc băng hà đã lưu lạc. Trước cửa thành tất nhiên không có lính gác tự mình từ từ mở ra. Thẩm Thanh Thu mang y đi vào. Mộng cảnh này thật đến đáng sợ, lúc theo trường phái trừu tượng thì trừu tượng đến mức giống mấy cục màu, lúc theo trường phái tả thực thì lại không khác cảnh thật chút nào. Đường lớn trong thành, phố chợ, nhà dân, quán nhỏ, không gì không tinh xảo đến mức giận người. Đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, nhìn từ xa có vẻ vô cùng náo nhiệt nhưng mà đến gần nhìn một cái, cho dù thẩm thanh thu sớm có chuẩn bị, trong lòng vẫn bộc một cái những người đang hoạt động này toàn bộ đều không có gương mặt. Mặt của bọn họ chỉ là một đám lúc nhúc, không thấy rõ ngũ quan, cũng không có âm thanh. Căn bản không giống như là người sống, lại còn đang bận rộn đi qua đi lại, cả tòa thành yên tĩnh như chết, đem đến một cảm giác phồn hoa quỷ dị. Lạc Băng Hà chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này, hoảng sợ nói: "Sư tôn, những thứ này là cái gì?" Thẩm Thanh Thu có chút hoảng, nhưng vẫn gánh được chức trách giải thích của từ điển bách khoa. Đây là lợi dụng ác mộng để tạo ra thành ảo cảnh. Trong mộng những thứ như phòng ốc cây cối đều có thể chế tạo, nhưng người sống thì không thể được chế tạo ra, nhiều nhất chỉ có thể làm thành giống như vậy, quái vật không mũi, không mặt không. Nói chuyện được, thế nhưng lập tức có thể chế tạo ra một tòa thành quy mô thế này, gần như thật giả lẫn lộn, e là chỉ có người kia lạc băng hà khiêm tốn thỉnh giáo nói người nào thẩm thanh thu mộng ma mộng ma chính là boss trong phó bản mộng cảnh này chân thân của mộng ma chính là một vị tiền bối cao nhân tiếng tăm lừng lẫy của ma tộc trong một hồi thiên kiếp của mấy trăm năm trước bị hủy thân thể nguyên thần cường đại lại hoàn hảo không tổn hao gì từ đó về sau ký sinh bên trong mộng cảnh của con người sống nhờ hấp thụ linh lực và tinh khí Đồng thời, trên thực tế lão cũng là một trong những sư phụ của nhân vật chính. Sau khi Lạc Băng Hà giải trừ kết giới, lão theo mô tiếp cùng nhân vật chính mới gặp mà như đã quen, truyền thụ một thân tuyệt học, thỉnh thoảng còn bày cái mưu tính cái kế gì gì đó, giúp một tay gì gì đó. Lạc Băng Hà kinh nghiệm không nhiều, đương nhiên không hiểu lai lịch của người này, đang muốn hỏi thêm vài câu, ánh mắt vô tình đảo qua đám người, lại ngây ngẩn cả người thẩm thanh thu biết rõ vẫn cố nói làm sao vậy lạc băng hà nói sư tôn không biết có phải ta nhìn nhầm hay không vừa rồi ta hình như thấy trong đám người có một người có nét mặt tay áo thẩm thanh thu rung lên theo phương hướng hắn chỉ mà đi tới lời ít ý nhiều đuổi theo hai người theo sát mấy người không cùng phong cách với người xung quanh rẽ bảy tám vòng trong thành cuối cùng dừng lại trước một ngõ nhỏ người có nét mặt tổng cộng có năm ai cũng có nét mặt rõ ràng, chứ không phải một đoàn mơ hồ, nhìn có vẻ như năm thiếu niên, bốn đứa cao trong đó vây quanh một đứa nằm trên đất, tiếng chửi bậy không dứt bên tai, cái gì, tiểu tạp chủng, đồ khốn nạn, văng khắp nơi, căn bản không chú ý tới hai người phía sau theo tới. Lạc băng hà nói, họ giống như không nhìn thấy chúng ta. Chấm ngoặc kép phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Y nhìn thẩm thanh thu, giống như đang hỏi, không phải nói mộng ma không thể chế tạo người có ngũ quan sao? Lại đến lúc ngược rồi đây. Trong lòng thẩm thanh thu thở dài một tiếng, nói, mộng ma đích xác không thể lợi dụng ác mộng để chế tạo người, nhưng người này không phải do lão chế tạo. Lạc băng hà, ngươi nhìn kỹ mấy người này đi. Lạc băng hà dần dần đưa ánh mắt chuyển qua trên người họ, nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên thân thể chấn động thẩm thanh thu nói những thứ này không phải là ảo ảnh ác mộng chế tạo ra bọn họ là hình ảnh của nhân vật đích thực tồn tại trong trí nhớ của ngươi mộng ma chỉ là làm chút mánh nhỏ làm thức tỉnh hình ảnh ngủ say trong đáy lòng ngươi lạc băng hà giống như không nghe thấy lời của hắn đưa tay đặt trên huyệt thái dương tựa hồ não bộ đang run rẩy thẩm thanh thu biết tâm của lạc băng hà đã bị đột kích Bốn thiếu niên dáng vẻ lưu manh vây quanh một đứa nhỏ xem ra chỉ có bốn năm tuổi nằm trên mặt đất tay đánh chân đá. Đứa nhỏ quần áo tà tơi kia hai tay ôm đầu, cuộn mình trên mặt đất, không rên một tiếng mà chịu đòn, thật làm cho người lo lắng, đứa trẻ nhỏ như vậy sẽ bị chúng đánh chết mất. Hứ tiểu tạp chủng không có mắt dám đến địa bàn của đàn anh để giành bát cơm. Chán sống rồi, dẫm chết nó không phải nó đáng thương sao, không phải không có cơm ăn bụng đói lắm sao, đánh chết thì khỏi lo không có cơm ăn nữa. Lạc băng hà đầu đau gần như nứt ra, giống như chỉ có thể nhìn thân ảnh gầy yếu nho nhỏ kia của y. Đó là y hồi nhỏ, trên khuôn mặt đầy máu dưới lớp tóc bù xù lộ ra một ánh mắt sáng như sao, giống như hai lưỡi kiếm sắc bén phóng tới, trực diện y. Lạc băng hà hoàn toàn không di rời được ánh mắt. Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói, "Băng Hà, đây chỉ là ảo cảnh." Nhưng mà đây là ảo cảnh của mộng ma, lão am hiểu nhất là lợi dụng cảm xúc sâu thẳm trong lòng người, làm trỗi dậy nỗi sợ hoặc sự phẫn nộ, thống khổ sơ khai nhất, đánh tan phòng tuyến tâm lý. Được xưng tụng mấy trăm năm qua chưa có ai thoát ra được thẩm thanh thu luôn muốn ném đá điểm đó của nguyên tắc đã trâu bò như vậy mà lại để lạc băng hà và ninh anh anh hai đứa nhóc choai choai lôi lôi kéo kéo khổ tình một hồi rồi hóa giải đại thần đâm máy bay lên rời đừng có quá không nể mặt tiền bối ma tộc như vậy lạc băng hà đột nhiên xông lên phía trước tựa hồ muốn kéo mấy đứa lang thang đang vây lấy mình hồi nhỏ ra nhưng nắm tay của y như hư không xuyên qua thân thể của chúng căn bản không thể đánh tan ảo giác Quyền cước vẫn cứ như mưa đập vào thân thể nho nhỏ đằng kia. Thẩm Thanh Thu kịp thời chặn đứng nắm tay của Lạc Băng Hà, ổn định thân y, bình tĩnh nói, "Thấy chưa? Ngươi không chạm được chúng. Đây chỉ là cái bẫy của mộng ma. Nếu như là Lạc Băng Hà sau khi đã trâu bò, một vạn mộng ma trong mắt của y cũng chẳng qua là tiểu kỹ chẳng đáng nhắc tới, nhưng mà Lạc Băng Hà hiện tại, huyết mạch ma tộc trong cơ thể chưa thức tỉnh, đã bị nhốt sâu vào ký ức và mộng cảnh hắc ám." cái y nhìn thấy được chỉ là sự bất lực của mình. Bỗng nhiên, cảnh tượng ngõ nhỏ chỗ hai người đứng méo mó một trận, biến thành một cảnh tượng khác. Thẩm thanh thu thầm nghĩ không xong rồi, liên hoàn sát chờ tay không kịp. Đây là một phòng nhỏ rách nát, trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn nhỏ nghiêng nghiêng ngả ngả, trên bàn có một ngọn đèn mờ tối, một băng ghế nhỏ. Nằm trên giường là một phụ nữ già tiều tụy, nỗ lực chống thân mình ngồi lên, nhưng thế nào cũng không đủ lực một thân ảnh nho nhỏ xông vào từ ngoài cửa. Lạc băng hà chỉ khoảng 10 tuổi đầu, khuôn mặt non nớt, giúp đỡ người phụ nữ đó, trên cổ còn đeo miếng ngọc bội kia, vội la lên, mẫu thân, tại sao người lại muốn đứng lên? Không phải đã nói người nghỉ ngơi cho tốt sao? Người phụ nữ ho khan nói, nằm cũng không có gì khởi sắc. Chi bằng rời giường giặt sạch quần áo. Lạc băng hà nhỏ nói, con đã giúp người làm hết việc rồi, người nằm chờ con sắc thuốc cho người uống thuốc xong sức khỏe tốt rồi mới làm việc được thẩm thanh thu đã sớm biết có tình tiết này nhưng khi nó thực sự diễn ra trước mắt mình thì lại không cách nào thờ ơ người phụ nữ sắc mặt xám cho sớm bệnh nguy kịch mạng chẳng còn dài bà cười vuốt đầu lạc băng hà băng hà thật ngoan lạc băng hà nhỏ ngẩng mặt lên miễn cưỡng cười nói người muốn ăn gì không người phụ nữ nói bây giờ càng ngày càng không có khẩu vị cháo trắng lần trước thiếu gia nhà chúng ta làm đổ, thực ra có chút muốn nếm thử, cũng không biết trong bếp có còn thừa không?" Lạc Băng Hà nhỏ dùng sức gật đầu nói, "Con đi hỏi cho mẫu thân." "Hỏi một chút là được, không còn thì cứ làm chút canh nhàn nhạt, có thể lót bụng là được." Lạc Băng Hà nhỏ vèo vèo chạy đi như cơn gió. Người phụ nữ kia nằm trong chốc lát lại lấy kim chỉ dưới gối ra, bắt đầu thêu thùa. Ngọn đèn dầu trong phòng càng ngày càng mờ tối lạc băng hà trong lúc tinh thần không rõ ràng vươn tay muốn nắm lấy cái gì đó thẩm thanh thu một phen giữ chặt tay y lạnh lùng nói lạc băng hà nhìn cho rõ đây không phải là mẫu thân của ngươi ngươi cũng không bao giờ lại là đứa nhỏ mặc kẻ khác làm nhục không có sức đánh trả lực sát thương của ác mộng điểm đầu tiên là người bị trói buộc tâm thần càng kích động tổn thương thần trí phải chịu càng lớn giống như lạc băng hà hiện giờ cực kỳ bất ổn có hại rất lớn cho nguyên thần của y thứ hai phải nhớ cho kỹ tuyệt đối không thể công kích nhân vật xuất hiện trong mộng cảnh của ngươi toàn bộ người đều là do ý thức và tâm thần của bản thân ký chủ mộng cảnh hóa thành một khi ngươi công kích họ kỳ thật cũng chính là đang công kích đại não của chính ngươi có rất nhiều người do không rõ điểm này hoặc do không khống chế được tâm tình của mình ra tay công kích người đã làm tổn thương mình trong mộng cảnh từ đó lâm vào hôn mê theo tình huống trước mắt nếu lạc băng hà lâm vào hôn mê thẩm thanh thu cũng sẽ bị nhốt trong mộng cùng y cảnh sắc bốn phía thoạt thay đổi khi thì biến thành lúc lạc băng hà nhỏ cầu xin tiểu công tử quần áo sang trọng ban cho nghĩa mẫu y một chén cháo ăn khi thì biến thành lúc mới vào thanh tĩnh phong các sư huynh xa lánh và làm khó dễ y thân ảnh nho nhỏ cố hết sức vùng cây búa dì sắt khiêng thùng nước đi trên những bậc thang dài đằng đẵng càng đi càng chậm ngọc bội bảo bối duy nhất bị cướp đi rốt cuộc không tìm được từng màn rối loạn liên tiếp không ngừng hiện lên trồng chéo lạc băng hà giờ phút này ngoại trừ những hình ảnh và hồi ức giải rác này cái gì cũng nhìn không thấy nghe không rõ chỉ có phẫn hận tuyệt vọng thống khổ bất lực cuồng nộ trong những thời khắc đó lúc này tụ thành một đoàn phát nổ không ngừng bốc lên trong lồng ngực và trong đầu ác mộng này chính là tập hợp của sự lận đận và miệng vết thương trong mười mấy năm cuộc đời ngắn ngủi của thiếu niên này lạc băng hà đã hoàn toàn chìm vào trong đó Hơi thở y cực kỳ không ổn định, hai mắt đỏ lên bất thường. Thẩm Thanh Thu cảm thấy, đứng ở bên cạnh y thật sự rất nguy hiểm. Biện pháp duy nhất phá giải ác mộng tập kích chính là hóa giải khúc mắc trong ý thức của chính mình, ác mộng sẽ tự sụp đổ. Lạc Băng Hà siết chặt nắm tay, xương ngón tay vang lên cách cách, linh lực như có như không chảy xung quanh thân. Thẩm Thanh Thu nhìn ra ham muốn tấn công của y đang không ngừng tăng cường, lạnh lùng nói, "Định tâm." đừng ra tay với ảo giác cho dù đánh chúng cũng sẽ chỉ làm chính ngươi bị thương. Nhưng Lạc Băng Hà đã hoàn toàn không nghe vào lời của hắn. Tay phải y nhấc lên, một đạo bạo kích sắc bén bay ra từ bàn tay, thẳng hướng mấy người đang mặc sức cười điên cuồng trong ảo giác. Thẩm thanh thu trong lòng oán thán một tiếng, dù có đau đớn đến mấy, thân thể vẫn rất thức thời sông lên, che ở trước ảo giác, ngang nhiên đỡ lấy bạo kích đó. Lạc Băng Hà lúc này thấp hơn hắn một chút, vừa vặn bị đánh vào bụng. Trong phút chốc, Thẩm Thanh Thu cảm thấy giống như bị một cái chân voi dẫm lên, hai mắt biến thành màu đen, nếu nơi này không phải là mộng cảnh, chỉ sợ một ngụm máu lăng tiêu sớm cuồng phun không ngừng. Không hổ là nhân vật chính. Thẩm Thanh Thu lệ rơi đầy mặt, rõ ràng mới là một tiểu đệ tử mà thôi, vì sao có thể đánh ra bạo kích lợi hại như vậy? Hình như từ khi mở ra công năng OOC, chẳng những vẫn không có thành tích gì, ngược lại ngoại trừ chắn đau ra thì chính là chắn đau còn có chắn đau nữa, luôn luôn làm khiên bị thịt tốt xả thân cứu người đúng không? Theo công kích của Lạc Băng Hà, ảo giác bốn phía bị đánh phá, bóng người và sự vật cũng như thủy tinh nứt ra thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ. Ảo cảnh chỗ vị trí hai người hóa thành núi rừng hẻo lánh hoang dã vầng trăng cô độc vàng lạnh treo cao trên đỉnh đầu, màn trời lam sậm. Ảo giác vừa tan đi, thần chí lạc băng hà nhất thời thanh tình. Đầu tiên là y đứng không động đậy, chố mắt câm lặng nhìn thẩm thanh thu đang quỳ một gối xuống, tiếp đó cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, còn có một tia linh lực sót lại lưu chuyển ở đầu ngón tay, mơ mơ hồ hồ nhớ ra vừa rồi y làm cái gì, sắc mặt lập tức tái nhợt lạc băng hà bổ nhào đến bên người thẩm thanh thu đỡ lấy hắn vừa vội vừa hối hận sư tôn người tại sao người không đánh lại dựa vào linh lực của thẩm thanh thu hoàn toàn có thể trực tiếp hoàn trả bạo kích của y hai đạo linh lực chạm vào nhau chẳng những có thể hóa giải công kích của lạc băng hà còn có thể phản hồi đánh ngược lại thẩm thanh thu nói một câu phát ra từ nội tâm đứa trẻ ngốc hắn hữu khí vô lực mà cười nói vốn là không muốn ngươi bị thương nếu ta đánh trả làm thương tổn ngươi còn có ý nghĩa sao lạc băng hà nghe giọng nói suy yếu của sư phụ ý nghĩ một trưởng đánh chết bản thần cũng có nhưng hiện tại thương tổn lại là sư tôn đệ tử đáng chết ngàn lần chuyện ba trận tỉ thí với ma giới còn chưa qua được bao lâu lại khiến sư tôn vì mình mà bị thương lần này còn là trực tiếp bị y đánh chúng Thẩm Thanh Thu thấy đứa nhỏ này đầy mặt tự trách với đau buồn đến độ sắp trào ra, khó được phúc hậu một lần, an ủi, vi sư tu vi mạnh hơn ngươi, thêm mấy lượt cũng không cần lo. Lạc băng hà thà để Thẩm Thanh Thu hung tợn đánh y mắng y xả giận, hoặc giống như trước hờ hững châm chọc khiêu khích trong lòng y còn thoải mái chút, nhưng ngược lại Thẩm Thanh Thu còn mềm giọng như vậy, khiến y ngơ ngác mà nói không nên lời, trong lòng quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt. Một lúc lâu sau. Lạc băng hà thấp giọng nói, đều là lỗi của ta. Chấm ngoặc kép phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Không 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 phải lỗi của ngươi. Giai đoạn trước ngươi thật sự là đi con đường phế manh ôn nhuyễn tiểu bạch hoa mà cái này sao có thể trách ngươi chứ? Thẩm thanh thu cho rằng lạc băng hà đang lâm vào màn đắn đo và tự thân phản tình của chuẩn người tốt quá mức kiên nhẫn mở lời nói, không liên quan đến ngươi. Yêu nhân ma giới thủ đoạn đê tiện, khó lòng phòng bị có điều nếu sau này ngươi không bao giờ muốn gặp loại chuyện tương tự ngươi chỉ có thể trở nên mạnh hơn đây là một thế giới tiên quái mà cá lớn nuốt cá bé trở nên mạnh hơn là biện pháp duy nhất để bảo đảm sẽ không nước chảy bèo trôi trở thành vật hy sinh ở thế giới này lạc băng hà tâm niệm lay động không nói gì đột nhiên ngẩng đầu hai mắt bình tĩnh dừng ở thẩm thanh thu thẩm thanh thu trong lòng hồi hộp một tiếng ánh mắt đen như diệu thạch của Lạc Băng Hà lại phản chiếu ánh sáng còn lóa mắt hơn cả tinh nguyệt phản chiếu. Đây, ánh mắt này, ánh mắt lòng tin kiên định ý chí chiến đấu thiêu đốt của nhân vật chính. Chẳng lẽ ta đã trở thành ánh sao mở lối trên con đường đời của nhân vật chính? Lạc Băng Hà ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu đang ngồi xổm, giọng nói vang vọng, ta hiểu rồi. Thẩm Thanh Thu, chờ một chút, ngươi lại hiểu được cái gì? có thể nào đừng có lần nào cũng chỉ nói một nửa. Nói cho ta biết phần sau a. À, hắn không chú ý tới trong những lời này Lạc Băng Hà không có xưng đệ tử. Lạc Băng Hà siết chặt nắm tay, mở miệng lần nữa, gần từng chữ, từ nay về sau, chuyện như thế này. Ta tuyệt sẽ không để cho nó xảy ra lần thứ hai. Chấm hoặc kép phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Để sư tôn bảo vệ một kẻ yếu đuối vô lực như mình, khiến sư tôn vì thế mà bị thương việc này tuyệt đối sẽ không có nữa thẩm thanh thu không chút dậy sóng mà ờ một tiếng sao lại thế này bỗng nhiên có một cảm giác được nhân vật chính bao bọc thật an tâm a à, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra an tâm cái giám á về sau người này muốn gọt mày thành nhân côn đó mày mau tỉnh táo chút đi thẩm thanh thu trở thành đạo sư trên con đường đời của nhân vật chính đạt được hư vinh tâm tình mắc thẩm thanh thu thỏa mãn rất nhiều, lại có chút mùi vị không đúng. Mẹ nó, vốn ấy mà, lòng tin kiều trở nên mạnh hơn để bảo vệ người quan trọng, đáng lẽ là phải mở sau khi nhân vật chính nhìn thấy nữ chính điềm đạm đáng yêu vì trợ giúp mình mà bị thương, bộ dạng hơi hơi thở gấp. Theo như ý này, hệ thống mày không phải thực sự cắt đất diễn của nữ chính để đè hết lên người ông đây đấy chứ. Thêm đất diễn có dám bao cả cơm chưa không hả đồ khốn nạn đọc lời thoại vừa thối vừa dài của nhân vật chính, cầm tiền lương vừa nghèo vừa ít của đào kép. Bóc lột sức lao động có đúng không? Xuất phát từ tâm tư cá nhân. Thẩm thanh thu nỗ lực nhấc tay, sờ sờ đầu lạc băng hà. Lạc băng hà vốn ánh mắt quật cường ngây ngẩn cả người, giống như bị hắt lên một ly nước lạnh, nội ý ẩn ẩn thôi động. Thẩm thanh thu cười nói, có điều cũng không cần quá để tâm. Nếu ngươi không có cách nào trở nên mạnh hơn, ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi a. À. Nếu thật sự phải để Lạc Băng Hà trở thành đại boss ngang trời ngày sau tung hoành tam giới tiên ma nhân, còn không bằng y vẫn cứ là một tiểu bạch hoa điềm đạm đáng yêu như vậy. Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không ngại giữ y bên người chiếu cố cả đời, ý nghĩ của hắn đơn thuần như thế, vào trong tay người khác thì lại không phải như vậy. Lạc Băng Hà đã hoàn toàn ngây dại chưa từng có người nào từng hứa với y một lời hứa thẳng thắn lại khẩn thiết đến thế. Thiên hạ tuy lớn, lại có mấy người có thể nói ra, người không cần thiết phải trở nên mạnh mẽ, có ta ở đây, tất nhiên sẽ không để cho ngươi chịu bắt nạt. Hơn nữa, không phải lời nói xuông. Thẩm thanh thu đã nói được thì sẽ làm được. Hắn đã mấy lần dùng hành động chứng minh rồi, thà rằng hắn bị thương nặng, cũng không muốn lạc băng hà phải chịu tổn thương một sợi tóc. Hơn nữa, tình cảm với ái đồ trong những lời này dường như hơi quá, sau khi xúc cảm mãnh liệt ban đầu hơi hơi bình ổn, mặt của lạc băng hà nhanh chóng hiện lên cảm giác nong nóng cay cay. Thẩm thanh thu ho một trận, đau đớn phát hiện trong mộng cảnh không ho được ra máu, ghi ghi cánh tay y, được rồi. Đỡ ta đứng lên trước. Lạc băng hà cảm thấy nơi bị ghi trên cổ tay không ngứa không đau, xẹt qua một cảm giác tê dại loáng thoáng, lập tức cảm thấy được nỗi lòng càng thắt lại, đáy lòng tự mắng vài câu, lúc như thế này mà còn nghĩ vẩn vơ, thật sự là đối với sư tôn đại bất kính. Vội chỉnh đốn tâm tư, theo lời mà làm. Bỗng nhiên, một thanh âm đột ngột mà vang lên. Giọng nói giả nua kia, a à, một tiếng, ngạc nhiên nói, tiểu tử cư nhiên có thể phá tan kết giới của lão phu, không đơn giản. Âm thanh đó giống như là từ trong sơn cốc truyền đến, mang theo âm hưởng. Hơn nữa quanh quẩn ở bốn phía hai người, không phân biệt nổi từ phương hướng nào phát ra. Thẩm thanh thu mở cờ trong bụng, boss của cửa này cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Chính là nói làm khách mời diễn xuất xong, hắn có thể tan làm rồi. Mau 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 boss mau dẫn nhân vật chính đi đi. Lạc băng hà đỡ thẩm thanh thu đứng dậy, trong ánh mắt hiện lên một tia cành. Giác mộng ma xuất hiện lúc thẩm thanh thu bị thương tình huống có thể nói là bất lợi rất lớn y hạ quyết tâm nếu mộng ma muốn hạ sát thủ cho dù sức mạnh non nớt cũng phải toàn lực chế trụ đối phương tranh thủ kiếm một đường sống cho sư tôn y hạ quyết tâm này chưa được một giây âm thanh đó lại nói thêm ngươi lại đây để lão phu nhìn xem là thiếu niên anh hùng nào mới có bản lĩnh như vậy lạc băng hà nhìn thẩm thanh thu sư trưởng chưa từng lên tiếng, đệ tử không nên tự tiện chủ trương. Thẩm thanh thu tâm trạng không tồi, còn có tâm tư trêu trêu y, người ta hỏi là hỏi thiếu niên anh hùng nhà ngươi, đáp lời đi. Lạc băng hà mặt đỏ lên, xoay người cất cao giọng nói, bài trừ kết giới của tiền bối, toàn bộ dựa vào lực của sư tôn ta. Chấm, thiếu niên anh hùng tuyệt không dám nhận, âm thanh đó hừ một tiếng, tựa hồ rất bất cần. Thẩm thanh thu biết lão tại sao phải hừ nơi này là mộng cảnh của lạc băng hà chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân y tuy rằng hắn thay lạc băng hà cản một lần công kích nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ lạc băng hà nhanh chóng thanh tỉnh thần trí mới có thể bài trừ kết giới có điều thẩm thanh thu cũng lười giải thích hắn thuộc như cháu chảy việc tiếp sau đây sẽ phát triển ra sao hắn hỏi các hạ phải chăng là mộng ma tiền bối âm thanh đó nói lão phù kêu tiểu tử ngươi lại đây chứ không muốn để phàm tu của thương khung sơn phái cũng lại đây để cho hắn ngủ một giấc đi quả nhiên giống y hệt tình huống nguyên tác khi có mặt ninh anh anh ngoại trừ lạc băng hà tất cả người ngoài đều sẽ bị mộng ma đẩy lùi thẩm thanh thu đau đầu một trận nặng nề ngã xuống lạc băng hà kinh hãi vội đỡ lấy hắn gọi sư tôn mộng ma nói không cần lo lắng lão phu chỉ là đưa hắn tiến nhập mộng trong mộng ngủ càng sâu mà thôi. Ngươi, mau tới đây. Lần này lại có thể nghe ra âm thanh là từ một sơn động tối đen ở phía tây truyền đến. Lạc băng hà gọi thẩm thanh thu không tỉnh, để hắn nhẹ nhàng nằm trên mặt đất, hướng về hướng âm thanh đó đến nói, sư tôn ta xưng ngài một tiếng tiền bối, tất nhiên là ta càng phải đối xử lễ phép với ngài, hy vọng ngài cũng có thể không làm khó dễ sư tôn. Mộng Ma cười hà hà nói, tiểu tử ta đã xem trí nhớ của ngươi, sư phụ này của ngươi đối với ngươi cũng không được tốt lắm. Tại sao không cho ta diệt trừ hắn cho gọn? Ta đây chính là đang giúp ngươi a. À. Lão xem hơn phân nửa là ký ức chung sống khi xưa giữa Thẩm Thanh Thu Hàng nguyên bản và Lạc Băng Hà. Những ký ức này cũng đúng là chiếm đại đa số. Lạc Băng Hà lắc đầu, sư tôn cũng không phải như tiền bối ngài nghĩ nói như thế nào đi nữa sư tôn cũng là sư tôn người đối đãi ta như thế nào cũng ta như thế nào cũng được làm đệ tử lại không thể bất kính nếu lúc này thẩm thanh thu còn có thể nghe được hẳn là hắn sẽ ở trong lòng giết gào là ca hy vọng sau này ngươi hắc hóa rồi cũng có thể nhớ kỹ lời mình đã nói a à. mộng ma hừ nói cổ hủ nhân giới chính đạo đều là tính tình dối trá như vậy mặc hắn sư không sư tôn không tôn phàm là người bên cạnh ức hiếp ta hãm hại ta, nên giết. Hắn biết rõ tu vi ngươi không đủ để ứng phó thiên trì, lại còn phái ngươi ra trận, là có ý gì, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra. Lạc băng hà thản nhiên nói, khi đó, ngay cả chính ta cũng không tin mình có thể thắng. Sư tôn lại tin tưởng ta, chẳng những cho ta cơ hội, còn cổ vũ ta tại trận tỷ thí. Cuối cùng, ta đích thực đã thắng còn có một câu y chỉ âm thầm ở trong lòng nói với chính mình sư tôn vì cứu ta thay ta cản hai lần công kích người đối với ta là tốt thật lòng mộng mà cũng chỉ nhìn mấy phiến đoạn lung tung không biết cách làm người của thẩm thanh thu cũng không muốn dây dưa thêm về vấn đề này nhưng lại cực kỳ vừa lòng với thái độ của lạc băng hà tiểu tử người đúng là một người trọng tình trọng nghĩa lạc băng hà nói không bằng một phần vạn sư tôn đối với ta chấm hoặc kép phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Nếu mộng ma có khóe miệng thì đã sớm run rẩy. Lão quyết định đổi đề tài. Trầm ngâm một lát, mộng ma nói, lão phù cảm thấy trên người của ngươi có một thứ rất lợi hại. Tuy rằng không biết đó rốt cuộc là cái gì. Lạc băng hà hơi hơi kinh ngạc có cái gì. Ngay cả ngài cũng không nhìn ra. Mộng ma hà hà nói, tộc của ta nhân tài lớp lớp, có người kiệt xuất hơn lão phu phong ấn cái gì trên người của ngươi, cũng không phải chuyện không thể. Lạc băng hà chấn kinh, mộng ma không đến mức không cần thể diện cho cái mặt già nua mấy trăm tuổi, chạy đi lừa thiếu niên mười mấy tuổi như y. Y không thể tin nói, ý của tiền bối là, thứ trên người ta, có liên quan đến ma tộc. Mộng ma cười miệt nói, sao? Không vui, khẩn trương muốn vạch rõ giới hạn với ma tộc sao? sự ngạc nhiên của lạc băng hà cũng không tiếp tục được lâu tâm tư của y quay lại cực nhanh trầm mặc một lát cường ngạnh nói ma giới làm nhiều việc ác nhiều lần thương tổn sư tôn ta tất nhiên là ta tuyệt đối không thể dính dáng đến họ mộng ma buồn bực nói tiểu tử ngươi có dám dừng việc hai ba câu không rời sư tôn ngươi không lão phù đoán câu tiếp theo ngươi sẽ hỏi xin hỏi tiền bối có phải có biện pháp lấy nó khỏi người ta không Lạc Băng Hà cười khổ nói, cho dù ta hỏi, Tiền Bối sẽ nói cho ta biết sao? Mộng Ma cười ha ha, đây cũng không phải lão phu không muốn nói cho. Người biết, mà là lão phu cũng thật sự bất lực, ngay cả nhìn cũng nhìn không rõ, nói gì đến gỡ bỏ. Nếu không phải không nắm bắt được tiểu tử ngươi, sớm đã giết sạch hai người các ngươi rồi, nào có hứng thú dây dưa nửa ngày. Ngươi tưởng lão phu rảnh lắm sao? Lạc băng hà không nói lời nào. Y nghĩ chính là cơ thể thực của ngươi cũng mất rồi, chỉ là một đống hư ảnh trong mộng cảnh của người khác mà thôi. Ngươi không rảnh thì ai rảnh. Tuy rằng y trời sinh tính tình đôn hậu, dù gì đây cũng là sự thực. Mộng mà không biết y ở trong lòng oán thầm mình, lại nói, diệt trừ thì ta bất lực, có điều áp chế thì không phải là không có cách. Lạc băng hà kinh ngạc, y hỏi do tiền bối, có đồng ý cho ta biết phương pháp mộng ma hướng dẫn nói lão phu không chỉ có thể dạy ngươi phương pháp áp chế nó hơn nữa còn có thể dạy ngươi càng nhiều lạc băng hà nghe rõ trái tim của y chìm xuống âm thanh cũng lạnh hơn ngươi muốn ta tu ma tu ma có cái gì không tốt nếu ngươi có thể tu ma thứ trên người ngươi sẽ có lợi ích rất lớn với tu vi của ngươi tiến triển cực nhanh, vượt trên vạn người cũng không nói xuông, nếu thêm thời gian, thậm chí thành tiên ma trí tôn cũng không chừng. Nghe được câu cuối cùng, lòng lạc băng hà khẽ động. Tiến triển cực nhanh, vượt trên vạn người tiên ma trí tôn. Đó, có lẽ là sự tồn tại mạnh nhất đi. Rất nhanh, y lập tức phủ quyết ý niệm này sư tôn cam hận nhất là con đường yêu ma, nếu như mình không nhịn được sự cám dỗ của mộng ma gia nhập tà đạo thì phải đối mặt sư tôn thế nào? Bất luận là thẩm thanh thu thương tâm tuyệt vọng, hay là nổi trận lôi đình, đều tuyệt đối không phải điều mình muốn nhìn thấy. Không được, lạc băng hà quả quyết cự tuyệt. Mộng ma cười lạnh nói, nếu ngươi không chịu theo ta học, chỉ sợ áp chế không được ma khí trên người ngươi hiện tại tiềm tàng sâu, không nhìn ra còn tốt nhưng lão phu cảm giác được phong ấn trên người ngươi đang yếu đi. Chờ một ngày kia nó phá phong ấn mà ra, hảo sư phụ ghét ác như thù, coi trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình, sẽ làm gì với ngươi? Đề cập đến việc lạc băng hà kiêng rẻ nhất, y sắc mặt chìm chìm, nói, mộng ma tiền bối, tại hạ chỉ là một phàm tu nho nhỏ, ngài cần gì nhất định phải cưỡng ép ta? Vấn đề này hỏi quá có chuẩn mực rồi ngoại trừ tác giả, ai cũng không biết rõ, rốt cuộc tại sao toàn bộ kỳ nhân cao nhân đều luôn khóc lóc năn nỉ nhân vật chính làm đồ đệ, truyền nhân, con rể của họ. Không, kỳ thật, đại khái ngay cả đại đa số tác giả cũng chưa chắc biết đáp án của bí ẩn ngàn năm này. Tiểu tử đừng không biết hưởng lộc, lão phu xem ngươi, thân mang kỳ trạng, không muốn một thân tuyệt học theo thân thể ta tan thành mây khói, bao nhiêu người cầu cũng cầu không được. Lạc băng hà mặt không chút thay đổi. Mộng ma thấy y không tiếp lời, bỗng nhiên nảy lên một sự cảm xấu. Quả nhiên, khi lạc băng hà lại mở miệng, mang theo nụ cười không rõ ý vị. Y chậm rãi nói, tiền bối vội vã muốn dạy ta như vậy, chỉ sợ không chỉ vì không muốn tuyệt học không người nối nghiệp đi. Mộng ma thầm kêu không tốt. Lạc Băng Hà nói, ký sinh trong mộng cảnh người khác, nếu thường xuyên thay đổi ký chủ, nguyên thần sẽ bị hao tổn suy yếu theo từng lần lưu truyền, nhưng nếu như có thể trường kỳ sống nhờ ở một ký chủ cố định thì có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, củng cố nguyên thần. Y dừng một chút, nói, chẳng lẽ mộng ma tiền bối đã cận kề nguy hiểm, mới bất đắc dĩ phải chọn ta làm ký chủ để bồi dưỡng. Mộng ma bị y vạch trần, không chống chế cũng không tức giận, ngược lại thoải mái thừa nhận, không sai. Không ngờ tiểu tử ngươi cư nhiên cũng có kiến thức sâu rộng, còn biết được điều này. Lạc Băng Hà không tính nói cho lão biết những lời nói vừa rồi đều là y đoán mò được. Mộng Ma thấy thần sắc y bình tĩnh, cân nhắc không ra tâm tư tiểu tử này như thế nào, nói tiếp có điều ngươi cũng đừng tưởng rằng ký chủ của lão phu không phải ngươi không được. Người có thiên phú dị bẩm của ma tộc có hàng ngàn hàng vạn, có ai không quỳ xuống cầu xin vinh dự này? còn ngươi cần phải cân nhắc thật tử tế, liệu có thể bỏ qua cơ hội này không? Kỳ thật những năm gần đây nguyên thần của lão từ từ suy yếu, vốn sống nhờ bên trong ma khí, ở rất yên ổn, tĩnh tu một trăm năm sẽ lại mạnh như rồng như hồ, nhưng xa hoa linh không rõ chân tướng lại hồ đồ coi ma khí là vũ khí mà đưa lên người lạc băng hà, lão đã không có sức lực đi tìm ký chủ khác nữa. Nhưng bên trong tiệt lộ, cư nhiên phát hiện trong cơ thể và trong thần thức tiểu tử mới ký sinh này đều tiềm tàng một luồng sức mạnh lớn như có như không, vui mừng không thôi, sao có thể bỏ qua như vậy. Lão đã hạ quyết tâm, mặc kệ lạc băng hà nói lời cự tiệt dứt khoát thế nào, lão quấy giày ngọt nhạt cưỡng ép lợi dụng, dùng hết thủ đoạn cũng phải thuyết phục y theo mình tu tập thuật pháp ma tộc để thân thể và thần thức thích hợp cho hắn ký sinh hơn mộng ma nói lão phu cho ngươi thời gian cẩn thận nghĩ rõ ràng nếu không sẽ vĩnh viễn vây thần thức của ngươi và sư tôn ngươi ở trong mộng cảnh điều ấy lão phu vẫn còn làm được lạc băng hà bỗng dưng ngẩng đầu trong nháy mắt đó mộng ma bị hàn quang lóe sáng trong mắt thiếu niên này làm kinh sợ sự bình thản từ tốn mới nãy của lạc băng hà hoàn toàn biến mất âm thanh lạnh như băng bây giờ là ngươi đang bàn điều kiện với ta bất luận nói gì cũng được nhưng nếu tổn thương đến sư tôn, ta nhất định không tha cho ngươi." Mộng Ma sợ run một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, khiếp sợ vì sự thực vừa rồi mình cư nhiên bị khí thế của một phàm tu nho nhỏ ở nhân giới uy hiếp. Lão Tung hoành tam giới trăm năm, cho dù là trận chiến gian khổ ban đầu khiến thân thể tổn hại, cũng chưa từng bị người khác lần át về khí thế lão đương nhiên không biết loại khí thế này tên là bá khí vương giả chỉ nhân vật chính mới có trong sơn động đột nhiên bộc phát một trận cười ha ha tiểu tử ngươi đúng là thú vị âm thanh già nua kia nói xong câu này lạc băng hà nhất thời cảm thấy tứ chi nặng nề cảnh vật trời đất bốn phía quay cuồng chìm vào bóng tối lạc băng hà tỉnh lại trong phòng chứa củi cảm giác đổ một thân mồ hôi lạnh lưng và ngực đều đều ướt đẫm cùng lúc đó thẩm thanh thu cũng đầu váng mắt hoa mà từ trên giường ngồi dậy kịch liệt thở hồn hển mấy chục hơi rốt cuộc hắn mới lấy lại được nhịp thở quả thực cực kỳ bi thảm dựa vào cái gì trong nguyên tác Ninh Anh anh cũng là bị mộng ma ném vào mộng trong mộng, dựa vào cái gì mộng dệt cho nàng chính là hồi ức ấm áp thời thơ ấu, cùng cha mẹ hái hoa cưỡi ngựa các loại, dựa vào cái gì đến phiên hắn thì đầu tiên là bị ong ăn thịt người bao vây, rồi chạy như điên trong mộ đạo chật hẹp, phía sau có một hỏa cầu cực đại đuổi theo. Đáng sợ nhất chính là giấc mộng trong mộng cuối cùng. Mộng ma còn dệt cho hắn thứ hắn sợ hãi nhất trong địa lao âm u ẩm ướt hắn bị một cái vòng sắt treo ở thắt lưng móc lên giữa không trung không cảm giác được sự tồn tại của tứ chi há mồm phát không ra tiếng bất lực mà rên ô ô toàn thân đều đau ran rát không biết ở mộng trong mộng bao lâu ngoài địa lao mới chuyển đến động tĩnh khi cửa đá mở ra cước bộ không nhanh không chậm dần dần tới gần cái bóng của một người xuất hiện trên mặt đất phía trước Trần áo bào đen như mực dùng ngân tuyến thêu hoa văn đẹp mà đơn giản. Từ người đó truyền đến uy thế lạnh như băng, so với sự hắc ám của địa lao kín không kẽ hở càng làm người ta không thở nổi. Thẩm thanh thu thấy không rõ mặt của người kia, nhưng hắn biết rõ người kia là ai. Mộng ma không hổ là nhân vật trong truyền thuyết ma tộc mộng cảnh này làm thật sự rất chân thật. Ngay cả mùi hôi thối của trong không khí ẩm mốc cũng giống như còn ở chóp mũi hắn, khiến người ta buồn nôn. Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng ngồi một lát, thật sự quay cuồng xuống giường, bắt đầu nôn. Leng keng, hệ thống đáng chết mà trả chết lại bắn thông báo vào lúc này, chúc mừng quý khách hoàn thành tình tiết kết giới của mộng ma. Hệ thống thưởng độ sướng 500. Xin tiếp tục cố gắng. Thẩm Thanh Thu bạo phát, đồ bại liệt nhà mày lúc trừ độ sướng sao không trừ 500? phạt nhiều thường ít mà coi được à hơn nữa tao đi thêm tình tiết mộng trong mộng tại sao không tính thêm vào tiền lương cho tao hệ thống mày đừng giả chết chúng ta đi ký một hợp đồng mới lúc này có người như cơn gió lốc mở cửa trúc xá vọt vào sư tôn vừa nghe tiếng đã biết là ai thẩm thanh thu đau đớn đảo mắt trắng hiện tại hắn thật sự không muốn nhìn thấy mặt vị này à bị tâm lý ám ảnh quả nhiên Lạc Băng Hà đã nhào đến bên hắn, căng thẳng vạn phần hỏi: "Sư tôn, người thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Kỳ thật vẫn tốt, nếu ngài có thể tránh xa ta ra một chút thì còn tốt nữa, Lạc ca ơi." Thẩm Thanh Thu hữu khí vô lực rời mặt đi, tự mình đứng lên, vì sư hoàn toàn mạnh khỏe. Lạc Băng Hà vốn muốn đỡ hắn, tự nhiên lại bị đẩy tay ra, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thẩm thanh thu lại không chú ý đến cảm xúc nhỏ này của y, sửa sang lại quần áo, xác nhận chỉ mặc chung y cũng không tổn hại hình tượng xong, hỏi, sau đó mộng ma kia có làm khó dễ ngươi không? Làm khó cái méo gì? Mộng ma papa có mà quỳ xuống ôm chân lạc băng hà cũng không kịp ấy. Trong lòng thẩm thanh thu hiểu rõ ràng, vẫn biết rồi còn hỏi. Lạc băng hà do dự một lát đáp vị tiền bối ma tộc kia tựa hồ linh lực không chống đỡ nổi nữa, sau đó đệ tử bị ném ra khỏi mộng cảnh. Sư tôn người ở mộng trong mộng không gặp cái gì đó chứ? Thẩm thanh thu rõng giặc nói, cho dù gặp cái gì. Vi sư còn muốn bày tỏ bất bình sao? Thực xin lỗi gạch dưới, rét gạch dưới. Kỳ thật hắn thật sự muốn bày tỏ bất bình. Bây giờ hắn vẫn còn tâm lý ám ảnh. Lạc Băng Hà cách hắn gần như vậy, cả người đều nổi da gà, ánh mắt cũng mất tự nhiên mà trốn tránh. Lạc Băng Hà không rõ nguyên do trong đó, hắn thần sắc cổ quái, ánh mắt cư nhiên né tránh, trong lòng vừa nôn nóng vừa thấp thỏm, hận không thể xoay đầu hắn lại đây mặt đối mặt chất vấn rốt cuộc sao lại thế này. Cũng may Thẩm Thanh Thu điều chỉnh tâm trạng cực nhanh, còn nhớ rõ thân là sư trưởng, lúc này nên làm cái gì ngay sau đó, liền vươn tay nắm lấy cổ tay của Lạc Băng Hà, ngược lại khiến người kia hơi hơi ngạc nhiên. Thẩm thanh thu nghiêm mặt nói, yêu nhân ma giới xâm nhập cũng không phải là chuyện đùa. Băng Hà, ngươi thả lỏng. Vi sư cha xét một phen. Mộng ma này không coi thường được. Thấy sư phụ lại chịu nhìn thẳng mình. Lạc Băng Hà hơi chút yên lòng, ngoan ngoãn nói, vâng. Trái tim y như bị treo lên ngộ nhỡ thẩm thanh thu bắt được mộng ma rồi lão tiết lộ chuyện trên người mình phong ấn thứ của ma tộc cũng may tuy rằng thẩm thanh thu rất là tận chức tận trách kiểm tra cho y một phen nhưng dị trạng gì cũng chưa tra được tất nhiên kiểm tra không ra cái gì rồi công lực mấy trăm năm và đại danh đỉnh đỉnh của mộng ma người ta tuyệt đối không phải hơi nước nhưng màn diễn thì vẫn phải diễn Thẩm Thanh Thu tra xét không có kết quả vẫn là dặn dò Lạc Băng Hà một khi xảy ra cái gì lập tức báo cho hắn. Lạc Băng Hà hỏi sư tôn mà tộc đều là tội ác tay trời phải đuổi cùng giết tận sao? Cho dù Thẩm Thanh Thu không nhìn thần sắc của y cũng biết Lạc Băng Hà của hiện tại nhất định là đang phân vân cái gì mà nhân ma cách biệt thể không đội trời chung rồi lại đến lúc hắn mở lớp giáo dục. Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ nói cũng không phải như thế tựa như người có người tốt người xấu mà tất nhiên cũng có phân biệt thiện ác chúng ta chỉ nhìn thấy ma giới hãm hại nhân tộc nói không chừng ở một góc nào đó cũng có nhân loại tổn thương ma tộc vô tội có rất nhiều lúc chỉ vì thành kiến chủng tộc khiến hai phe ngăn cách càng ngày càng sâu chẳng hạn như chân tướng năm đó phụ thân mẫu thân của lạc băng hà bị hại kỳ thật chỉ là hai người trẻ tuổi của hai dị tộc yêu nhau kết quả không cẩn thận tình thăng quá cao khiến cho tất cả mọi người hoàng hồn đó là một đạo lý lớn xưa đến không thể xưa hơn các loại phim cổ trang phim võ hiệp phim tiên hiệp ở hiện đại đảo đi đảo lại vấn vương mãi điểm này, thế nhưng, trong thế giới mà nhân ma thù sâu như biển không đội trời chung từ xưa đến nay đại chiến vô số lần, đúng là cực kỳ lập dị, thậm chí là quan điểm sơ suất tầm cỡ thiên hạ. Lạc Băng Hà vẫn là lần đầu tiên nghe nhân vật cấp sư trưởng nói như vậy, kinh ngạc nghe tim đập bang bang kinh hoàng, cố gắng chấn định nói, ý của sư tôn là, cho dù là liên quan mật thiết đến ma, cũng chưa chắc là tà ác, phải không? Thẩm Thanh Thu thấy y có chút chờ mong lại có chút khẩn trương mà chờ đợi mình trả lời, cười cười, nói, chỉ cần không cố ý làm sằng làm bậy, một lòng hướng chính, liền có thể trở thành bạn. Phân biệt tà ác hay không, chưa bao giờ định nhờ giới tộc. Huống hồ ma tộc trời sinh dư thừa linh lực, hơn xa nhân tộc, về điểm này. Vi sư vô cùng khâm phục ngưỡng mộ. Nếu sức mạnh của họ có thể gắng sức sử dụng, dùng cho chính đạo, đối với sinh linh trên đời chẳng phải là chuyện tốt sao? kỹ năng tu tập thuật pháp thiên phú của người ma tộc tuyệt đối là áp đảo hoàn toàn nhân giới chủng tộc bất đồng năng lượng hệ thống cũng bất đồng nhân tộc dựa vào linh khí ma tộc dựa vào ma khí thẩm thanh thu đánh giá kỳ thật là không sai biệt lắm chỉ là màu sắc và mùi vị không quá giống cũng không biết phong thủy ma giới tốt hay là sao nữa, đại đa số ma tộc sinh ra đều ma khí đầy ấp, 3 tuổi có thể dùng tay xé nát người sống, 8 tuổi có thể xẻ núi chém thạch. Khụ khụ hơi khoa trương rồi. Có điều, sự thực chính là rất nhiều người tư chất bình thường, dù tu vài thập niên chỉ bằng trình độ một đứa trẻ của người ta. Chấm, càng nhiều người chỉ còn như cái hồ nước khô cạn, linh lực tròn số như trứng chim, thật sự là không thể ngược hơn a. À nếu không phải nhân loại thích phát triển nòi giống người ma tộc lại thích ít nhân giới đã sớm thành thuộc địa của ma giới rồi cũng chỉ đành chê người ta kế hoạch hóa gia đình quá nghiêm túc sau những lời này ánh mắt của lạc băng hà từ từ sáng lên rạng rỡ sức sống tuy rằng y lúc này một lòng hướng chính nhưng lại không phải một người cổ hủ nếu đã không thể đánh tan chẳng bằng gắng sức sử dụng huống hồ y không trở nên mạnh thì không được mạnh đến mức đủ để bảo vệ sư tôn từ trong tay bất luận kẻ nào. Mạnh đến mức sẽ không để sư tôn chịu chút thương tổn nào nữa. Hệ thống truyền đến thông báo, khiến nhân vật chính quyết định tu tập ma tộc thuật pháp, độ sướng cộng 50. Độ sướng có mỗi 50, Lạc Băng Hà theo mộng ma học ma tộc thuật pháp xong thực lực ít nhất tăng gấp 10 lần, từ nay về sau một thời gian dài cô gái đánh quái mọi việc đều thuận lợi, mày nói với tao độ sướng chỉ có 50. Thẩm Thanh Thu không muốn có kè mặc cả với hệ thống. Dù sao cũng là vui mừng ngoài ý muốn. Vốn hắn chỉ muốn trải nghiệm một chút khoái cảm của những lời thế này mà thôi. Dù gì thì trong rất nhiều phim đều có một nhân vật cơ trí hoặc tiên tri dùng lời thoại chủ đề thăng hoa này. Thông suốt xong mối nhùng nhằng kinh thiên động địa. Thẩm Thanh Thu suốt đêm chưa ngủ, hai nhãn cầu cũng sắp lòi ra ngoài, phất phất tay, đêm đã khuya, nếu không có chuyện gì khác cũng mau lui xuống nghỉ ngơi đi. Lạc băng hà ngoan ngoãn cáo lui, nhưng y đi ra ngoài chưa được vài bước chợt nghe Thẩm Thanh Thu ở phía sau kêu, quay lại. Y lập tức quay lại, sư tôn còn có gì phân phó. Thẩm Thanh Thu nói, phòng ở bên kia, người đi hướng ngược lại làm cái gì? bất luận là chúc xá cho các đệ tử nghỉ ngơi hay là phòng chứa củi, đều là ra cửa rẽ trái. Lạc Băng Hà lại trực tiếp rẽ phải. Lạc Băng Hà nói, đệ tử muốn đi phòng bếp chuẩn bị tốt điểm tâm ngày mai của sư tôn trước. Thẩm Thanh Thu có chút khó xử. Hắn là thật muốn ăn điểm tâm của Lạc Băng Hà, nhưng hơn nửa đêm để một đứa nhỏ không ngủ nấu cơm cho mình, quả thực tựa như cô bé lọ lem với bà mẹ kế. Nghe cứ vô nhân đạo sao sao đó. Cuối cùng, Lương Chi chiến thắng tâm hồn ăn uống. Hắn khụ một chút, hồ nháo. Nửa đêm làm cơm cái gì? Quay về đi ngủ. Lạc Băng Hà biết hắn lo mình nghỉ ngơi không tốt, cười đồng ý, lại vẫn không từ bỏ ý định, chuẩn bị lát nữa lại lén đến phòng bếp làm lụng. Thẩm Thanh Thu vốn muốn hỏi y có phải còn ngủ ở phòng chứa củi không, nhưng nghĩ nghĩ, người trẻ tuổi luôn có chút tự tôn, trực tiếp hỏi, mặt mũi sẽ chẳng còn huống hồ cho dù kêu lạc băng hà đi ngủ ở phòng các đệ tử người bên cạnh cũng sẽ chỉ theo mưu kế của minh phàm bày ra mà xa lánh y cảm giác khá đáng thương thẩm thanh thu suy nghĩ một thoáng nói ngày mai ngươi thu thập một ít đồ đạc đến chỗ này của ta chấm hoặc kép phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm lạc băng hà nhất thời không hiểu được ý của hắn sư tôn thẩm thanh thu nói trúc xá này của ta bên ngoài còn có một gian phòng hông từ ngày mai ngươi dọn vào trong đó ở đi nếu ở gần một chút sau này muốn làm điểm tâm cho hắn quét tước phòng gì gì đó cũng dễ dàng hơn mà thẩm thanh thu cảm thấy năng lực điều chỉnh bản thân của mình có chút hoành tráng ngang trời mới vừa rồi còn có tâm lý ám ảnh với mặt của lạc băng hà hiện tại lại dám len lén bày mưu để đại thần nhân vật chính bưng trà rót nước giặt quần áo gấp chăn cho hắn như vậy thật sự được sao hắn đang nghĩ ngợi lung tung không chú ý tới phản ứng của đối phương đột nhiên lạc băng hà nhào lên cứng ngắc ôm chặt lấy hắn thẩm thanh thu bất ngờ không kịp đề phòng đầu tiên là hoảng sợ sau đó mặt đỏ lên từ khi sinh ra đến giờ cuối cùng cũng được ôm một lần kết quả không phải một em gái ôn hương noãn ngọc mà là một thiếu niên bá khí vương giả a a a Lạc băng hà có vẻ cực kỳ vui mừng, ôm cổ hắn không chịu buông tay, vẫn ở bên tai hắn kêu, sư phụ. Sư phụ, tay của thẩm thanh thu không biết nên đặt chỗ nào, bối rối một hồi, vẫn là đặt lên trên đầu lạc băng hà, sờ sờ vuốt vuốt mái tóc được rồi. Cũng không biết ngượng, lớn như vậy rồi, cũng không phải tiểu hài từ 10 tuổi, giống cái dạng gì nữa. Vốn lạc băng hà còn không để. Ý gì, hắn vừa nói như thế, bỗng nhiên lại ngại ngùng thật. Nếu không phải nhất thời vui mừng kích động, y nào dám làm vậy với sư tôn bình thường cao cao tại thượng a. Vội vàng lưu luyến rời cơ thể khỏi người thầm thanh thu, vẻ mặt đỏ bừng, vâng, đệ tử quá phận rồi. Việc như muốn ôm ôm tiểu hài tử dưới 10 tuổi làm khá moe na. Lạc Băng Hà 15 tuổi làm vẫn là moe na. Có một khuôn mặt mầm non xanh tê trắng trẻo của tiểu soái ca, bất luận làm cái gì đều moe na. Lạc băng hà luống cuống chân tay một hồi, vốn có chút tâm hoảng ý loạn, nhưng đột nhiên chú ý tới, sắc mặt thẩm thanh thu không tốt lắm. Mặc dù là tiên công hộ thể, nhưng vẫn có vết thương do chúng độc, ngay sau đó lại bởi vì y mà bị cuốn vào mộng cảnh của mộng ma, không nghỉ ngơi tốt, vẫn là không kháng cự được, dáng vẻ tất nhiên có vài phần tiểu tụy. Lạc băng hà không dám quấy dày thẩm thanh thu nghỉ ngơi, một mạch cáo lui vẫn là không quay về phòng chứa củi, lần này đi vòng một vòng, đi đến phòng bếp. Y quyết định kế tiếp một thời gian dài phải coi trọng việc điều dưỡng ẩm thực của sư tôn. Lạc băng hà chân trước vừa mới bước ra cửa phòng, chân sau hệ thống đã lên thông báo, độ sướng nhân vật chính cộng 50. Thẩm thanh thu chẳng hiểu gì cả. Tại sao lại thêm 50? Hệ thống bị lác, hay là hệ thống lương tâm cắn rất cảm thấy trước đó cộng cho mình quá ít? quên đi, tình thế khó khăn, cho thêm còn thắc mắc làm chi. Dù sao, chỉ cần không phải vì ôm ông đây một lát mới cộng là được, ha 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 ha. Ngày hôm sau thẩm thanh thu còn chưa có cảm giác ngủ đã tỉnh, là bị mùi thơm của cơm cá đánh thức. Ngoài trúc xá lạc băng hà đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, mùi hương bay như thế e rằng vô số các đệ tử thanh tĩnh phong quen ăn cơm canh nhạt nhẽo đều trốn ở một bên rình đám người minh phàm tức giận đến hận không thể vừa rình vừa cắn góc áo, nhất là nhìn thấy thẩm thanh thu ngồi xuống bên cạnh bàn, hiền từ biểu dương tay nghề và tâm ý của lạc băng hà, hai người cười với nhau hòa thuận vui vẻ. Chỉ số ai oán đạt tới mức cao nhất, thật không biết xấu hổ, cư nhiên lại dùng kỹ xảo bẩn thỉu bàng môn ta đạo để lấy lòng sư tôn. Đợi đến lúc trạng vạng, khi Lạc Băng Hà dọn đến phòng hông ở trúc xá của Thẩm Thanh Thu, một đạo sấm giữa trời quang, khiến các đệ tử thanh tĩnh phong ban đầu từng bắt nạt Lạc Băng Hà lăn ra đất chết như ngả giả. Nói là, dọn, kỳ thật Lạc Băng Hà chỉ có cái thân đi qua. Bởi vì y vốn cũng không có đồ đạc gì. Gối đầu, đám dơm dạ trong phòng chứa củi có thể gối. Chan, cởi áo khoác có thể chùm rồi mà mấy thứ này thẩm thanh thu tất nhiên sẽ chuẩn bị tốt cho y thẩm thanh thu vẫn cảm thấy cuộc sống của lạc băng hà không khỏi quá mức khổ sở toàn bộ một màn ngược đãi trẻ em thường khung sơn dù gì cũng là một đại phái tu chân cũng không đến mức lòng người giá lạnh đến mức này vật tư thiếu thốn đến mức này dĩ vãng y từng nằm trong chậu gỗ trôi giạt trên sông băng từng ngủ mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt bên đường huyên náo khi màn trời chiếu đất còn từng nằm trong sơn động Hiện tại ngủ ở trên một cái giường lớn mềm mại lại sạch sẽ, cảm thấy cả người nhẹ bẫng không có cảm giác thực. Nhất là nghĩ đến Thẩm Thanh Thu đang ngủ ở phòng chính cách y chỉ có một bức tường. Một đêm này, có lẽ là suy nghĩ quá nhiều, mộng ma cũng không có xuất hiện trong mộng cảnh của y. Lạc Băng Hà bất động thanh sắc ngồi đợi, qua mấy ngày, quả nhiên đợi được mộng ma xuất hiện lần nữa lần này mộng ma không làm kết giới mộng cảnh thần thần bí bí gì đó hoặc ẩn nấp nữa mà là trực tiếp xuất hiện trong mộng của lạc băng hà dù chỉ là dưới hình thức một đám khói đen đám khói đen này ở trước mắt lạc băng hà khi tụ khi tán biến ảo không thôi âm thanh già nua kia chính là từ giữa phát ra tiểu tử ba ngày nay cân nhắc như thế nào lạc băng hà hỏi ngược lại ta cân nhắc như thế nào mộng ma tiền bối không biết sao mộng ma cười hà hà nói ngươi lựa chọn con đường mà ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận tiểu tử nhớ cho kỹ ngày này hôm nay chính là mở đầu khiến ngươi bay cao bay xa làm gì có thiếu niên nào không có ước mơ bay cao bay xa lão nói hào khí ngút trời lạc băng hà lại không phản ứng gì chỉ ôm quyền thi lễ nói vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ còn có chuyện gì nói hết một lượt đi nói nhanh cho xong còn bái sư mộng ma còn đang thúc giục không biết rằng mình hơi bị ảo tưởng quá độ lạc băng hà nói vãn bối muốn nói đúng là việc này sư tôn đối với ta ân trọng như núi ta thật sự không thể chưa có sự đồng ý của người đã tự tiện nhận người khác làm thầy còn chưa nói xong mộng ma lập tức không thể nhịn được nữa nói được 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 lão phu không muốn cái danh phận thầy trò này được rồi chứ còn có kỳ nhân cao nhân nào mệt hơn lão sao vội vàng dạy người ta thuật pháp bổn tộc đến một tiếng sư phụ của người ta cũng không được nghe quả thực thảm chả khác gì vợ bé đã vào cửa còn không chiếm được danh phận lạc băng hà vừa lòng nói vậy thì đa tạ tiền bối y không hề bằng lòng gọi bất luận kẻ nào ngoài thẩm thanh thu là sư phụ mộng ma thấy y như thế nếu thân thể lão vẫn còn chỉ sợ mũi cũng tức đến lệch luôn lạc băng hà này ở trước mặt sư tôn y nhu thuận nghe lời, như đóa tiểu bạch. Hoa, tại sao tới trước mặt người khác liền khó đối phó như vậy? Hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau, giống như đổi thành một người khác vậy. Thật sự là tức chết lão phu mà. Thời gian như mũi tên, ngày tháng tựa thoi đưa, thẩm thanh thu thật sự không muốn dùng cái tục ngữ đại trà nghèo nàn như vậy, nhưng trừ những cái này ra, hắn thật sự không tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn hắn mỗi ngày ở trên thanh tĩnh phong đánh đàn đọc sách viết chữ vẽ tranh luyện công kén chọn một chút đồ ăn mà lạc băng hà làm không ngon với cả thỉnh thoảng đấu võ mồm so so chiêu với liễu thanh ca thỉnh thoảng đến chỗ nhạc thanh nguyên báo cáo công tác một chút ngày qua đi như bay vô cùng phù hợp mục tiêu cuộc sống nằm ăn chờ chết bảo dưỡng tuổi thọ của hắn mãi đến khi tiên minh đại hội rốt cuộc cũng tới ngày này cuối cùng vẫn là đến rồi ngày tháng sống quá thành thơi Thẩm thanh thu suýt chút nữa quên mất cao trào đầu tiên của cuốn sách là đây. Lạc băng Hà Châu bỏ đi lên đỉnh cao của cuộc sống, cưới, vô số, bạch phú Mỹ, cũng là bước đầu tiên từ đó không thể tẩy trắng. Hắn cư nhiên có thể quên được. Bởi vậy, khi nhận được thiếp mời ánh vàng, thẩm thanh thu sợ run một hồi lâu. Tiên minh đại hội là cao trào đầu tiên của cuồng ngạo tiên ma đồ, đồng thời cũng là một bước ngoặt của quyển sách tiên minh đại hội 4 năm một lần, là cơ hội tuyệt hảo để tuyển chọn anh tài, thành lập công danh. Hình thức mỗi năm đều do các đại trưởng môn thảo luận mà có điểm khác biệt nhưng nhất định sẽ có một cái bảng vàng. Bất luận xuất thân danh môn, hay là giang hồ phóng khoáng, chỉ cần trong đại hội ngươi thể hiện xuất sắc, có thể để tên bảng vàng, nổi danh thiên hạ. Trước đây, thành tích của cuồng ngạo tiên ma đồ vẫn không quá hot, nhưng tiên minh đại hội vừa ra, bình luận nhắn gửi theo dõi thường điểm, toàn bộ lập tức tăng cao. Nguyên nhân, không chỉ ở chỗ bắt đầu từ đây, đại thần đâm máy bay lên rời đã bỏ hết tiết tháo mà hắn vốn chả có là bao, các em gái của nam chính sắt thép cứ như nước chảy ào ào mà lên sàn, những đoạn lớn miêu tả vẻ kiều diễm cùng đủ các thể loại khiến người ta mặt đỏ tim đập như trái banh sắp rớt ra ngoài, còn có một nguyên nhân quan trọng, cũng là nguyên nhân chủ yếu lúc trước hấp dẫn thẩm thanh thu một mạch theo hết. Đó chính là hệ thống ma vật. Đại thần đâm máy bay lên rời thân là một tác giả đến bối cảnh tu chân cũng không tra rõ, thường xuyên ngay cả nhân vật là trúc cơ hay nguyên anh cũng không phân biệt được, nhưng lại bị rất ít người ném đá điểm này, chính vì tiểu thuyết của hắn không phải bán điểm này. Trúc cơ quá trình căn, bản đầu tiên trong quá trình tu chân, nguyên anh, một giai đoạn tu chân cao hơn trúc cơ. Sách cuồng ngạo tiên ma đồ này được gọi là tiểu thuyết tu chân, chẳng bằng trực tiếp gọi là tiểu thuyết đánh quái thành phần đánh hoàn toàn áp đảo thành phần tu. Chấm, nói với tư cách một văn tu chân, nó là một bộ lôi văn không hơn không kém, nhưng với tư cách một sổ tay đánh quái thì cũng khá là thú vị. Nói cách khác, rất nhanh, Thẩm Thanh Thu sẽ được đối mặt với những yêu ma quỷ quái trong hình dạng khác nhau, hung tàn cực điểm càng quan trọng hơn là, rất nhanh, sẽ tới thời khắc hắn tự tay làm lộ thân phận hậu duệ ma tộc của Lạc Băng Hà, tàn nhẫn một trường đánh y xuống vực thẳm vô gian. Bánh răng, cốt vận mệnh, chuyện, bắt đầu dần dần chuyển động.